tục ngỡ và chăm vọt này mùi nằm mũi chứ xâm bạch vũm đó mới nằm lấy rồi bỏ nẹ sọc tam tùm niếm kia tánh tại đại chủ tục đòi chốt cho nâng chủ vọt rứ nẹ tá ba rằm mấy và chăm vọt hỏi kế chưa thả tục lũ miễn áp ảnh đủ thay đã xá chứ bình dễ dù bí canh phòng chỉ riêng rồi chẳng ấm chấp bị bệnh chúng rồi hốt đòi trên bờ xa nẹ sọc tánh tại thừa kịch đã tục cho tất làm bấy bảo năng chỉ mỗi tục vọt xìm xìm các bảo năng tục ní kế mơ khinh thà chứ tùm niếm rồi bó nẹ sọc rồi nữ làm đón tình lễ hỏi chứ ọc cá rơ rơ dọc tục lộ bảo năng chỉ nạc kế làm bấy chó bảo năng kế mới nâng tục bóc bị sọc xìm xìm chết nông bệnh đề bị thí bó nông tục nâng bốc bệnh bảo năng để cho bèn chứ các bệnh nơi ta mần đào vọt ả ràm đi mùi thì tay xong kết khuyên thà miền xong rung đồng cò túc bái bà bởi hìa tám tầm niệm bồ ràn lột tay chờ rơ thịt xong rung túc nốt nơi cứ ế sàn bà bởi hìa ba túc đã thật tư khẳng kết còn xáy đã thật tư khẳng lệch có bần tay nẹ sọc nơi đồng bọn khá kể dốc túc tờ đồng cò túc rong đàm chữ rồi xong rung chốt tầm nâng vọt tầm lệ tay mà đồn xong rung rẽ xa túc nốt chết sao để khơi chỉ tu tử chẳng hỏi nà miên khlộc mùi thoái nơi khang của bà tục hỏi tam tầm lộp kể tán tài dục rương sạc cả rạ rương vài xìm xín được thoái riêng rốt ngày sở rư ngay bồn đòi miên chùm nửa bẻ bọn tình ngã bản nốt rước bì đẹp xa tục tối bàn điệp rộp khang lừa kể tán tu miên bản nốt sầy bó búa bản áo cho các bài tục ngô lõi bất lạch miên cúa tôi chia ra lột cốn rư sắp bà đài nơi các bài rung tục khá cái cầu tài dân kết hướng mình có tốt nẹ tá đã hát đôi chìa mình tâm nẹ tâm đồng phát tốt thì mới nâng tục phong đài mình tay phần nốt và tục nụ nhá cứ bắt bài khối thì tài dốc tua tục rứ bầm này tục tới rẻ xa tục trong cái tốt nẹ tá chỉ nịch lớp bình đi tiểu tiết ở quấy đài bằng hai nhỏ khởi cánh tay chụp bác vì tâm nẹ tâm đồng là viên tục nắng nẹ tá cứ tục khá kể cú rục tùa ông nẹ tá nâng lớp các bà tục rứ đã chụp mô nẹ tạp chụp nâng thúc tay mà đồn. Bọc đó chụp nội lý kê của chăm thà tùm niêm bồ rán lục trần đã tục rồn nắng vẹ bón tên nâng sầy rô đòi chữ thà mà niêng tục rứ chia mà nụp hết sầy là tam thai đã xa tục đô chìa rây khẩm ẩu rây sổ rây sọ rây kéo, rây sảo, nỉ rí ột đóm, rẽ xa mây nỉ rí riêng xấy, nỉ rí rót, miên rực trị đào. Đói lại, bó trò lọt mong đi dây ông quý tùm niêm bảo năng tục vĩnh, nẹ xa rộc đánh tay chập vào đám, tăng bì bịt thị con bà chúng, và hốt đọt ngay chân bè bà xa, đại kê cho đánh hai thả, bách rọt, vấn tải, bốn ân dô tục tơ bảo năng, kể tăng tay chua chủ lúc cái lòng ổ, rồi tớp thừa kịch rộng bà lý, đã bị bằng cồn chốt tập làm bầy hát xóm trong nó tục nơi khả nông cách trong bình lý lớp tục cho tật lý chúng cả là kỳ thừa bếp rực chúng cả là kỳ thừa bếp là nghịch nông cách lý kỳ trừ riếp bài xấy la thỏ dễ trả ba chục bọn sáng áo bọn ám trong áp nâng nông châm này chỉ tràn tiết rõm chàng miền thoại phần phòng nơi khả nông ở cả này chúng cả miền cách bánh chún bánh chón ba ra mấy bọn bếp này tục hỏi cách trong cõi cứ niệm môn Phật song bắp rụng bò chỉ làm bầy sông sẽ rơi xuống sợi chúng đọt tục nắng nẹt hùng phong trong buộc ca pro năng tục tam tâm niệm tâm lộc nẹt sọc tam lõi kê tràn ôm pro năng mấy tháng ngày trong về chuẩn bình hỏi mua một đĩa pro năng bách rót một ngày chính bèo và sa trong về pro năng tục kê trữ tom một tóm còn nè, phố cứ mình trở nên dây phía tế phần á. Mình trở nôn đặt lờ túc, hỏi kê trở đọt tùng chỉ, rút bật sát, rư rút hạ nằm mán, nơi còn xảy tục. Miên mà nẹ chưa cứu, bóng bọt, rư nẹ miên xong đầy thuê mọt, tâm rập sát dọc dây. Môn phê cho tục riếp chồng rõ nắng, kê trở bóc rũng, ếch phục vài phai chớ, nơi lờ các bác tục mà đón. Mình tốt một rõ nắng ruột, chân tì mũi, rư chân tì phí, có xong chốt rong chăm bảo năng bắt đách bỏ đấy kể từ dốc lọc mọc bằng các bát tục làng vĩnh bón tài bạch bọn các bảo năng tục tạm sắp đi mùi
គេក៏សម្គាល់ឃើញថាការរៀបចំយកលំនាំការប្រណាំងនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងដែរពោលគឺទាំងការរៀបចំលេខសម្គាល់ទុកគូកងទុកចំណាយអំតែទឹកនិងការកំណត់ផ្ទះចាញ់ជាដើមតែពុំមានប្រត់ឡើយសង្ខេបសេចក្តីមកទុកប្រណាំងគឺជាទុកទ្រពរបស់អ្នកស្រុកប្រចាំវត្តនីមួយៗដែលគេមានជំនឿនិងគោរពថែរក្សាមិនតែប៉ុណ្ណោះអមនុស្សដែលថែរក្សាទុកក៏ថែរក្សាស្រុកភូមិរបស់គេឲ្យហាក់ដូចជាមានជីវិតនិងមានទំនាក់ទំនងនិងអ្នកស្រុកផងជាពិសេសក្នុងពេលដល់រដូវប្រណាំងទុកតាមទំនៀមទម្លាប់របស់អ្នកស្រុក។